chả cá cơm ngần vừa đơn giản dễ làm, chấm mắm cay hoặc tương ớt thì còn gì hấp dẫn bằng. Một nguyên liệu làm chả cá cơm ngần. Cá cơm ngần, 250 giây. Thịt xay, 100 giây. Một quả trứng gà. 20 giây bột chiên giòn. Thì là, ớt, hành củ, tiêu, bột nêm, dầu ăn. Tương ớt. Hai cách làm chả cá ngần ngon. Bước 1, sơ chế nguyên liệu. Cá cơm ngần rửa sạch, để ráo nước. Thì là cắt bỏ rễ. Lá giả, úa. Sau đó rửa sạch, sắc nhỏ. Ớt rửa sạch, bỏ cuống và hạt, sắc nhỏ. Hành củ bóc vỏ, rửa sạch, băm nhỏ. Bước 2, ướp cá. Cho cá cơm, thịt xay, thì là, ướp, hành băm vào một tô. Sau đó đập trứng vào cùng, thêm 1/2 thìa bột nêm. Chút tiêu trộn đều. Cuối cùng cho một thìa bột chiên giòn, khoảng 20 giây, vào trộn đều để tạo kết dính và giúp món chả giòn hơn. Để ướp khoảng 15-20 phút trong tủ lạnh cho ngấm gia vị. Bước 3, chiên chả cá cơm. Bắc chảo lên bếp, chảo khô, thêm dầu ăn vào đun cho dầu nóng giả. Khi dầu nóng giả, dùng thìa xúc từng thìa cá chi vào chảo, ấn nhẹ tay cho miếng chả được đẹp và kết dính. Chiên vàng đều hai mặt là được. Cho chả đã chín vàng đều hai mặt ra đĩa có lót giấy cho thấm dầu. Ăn nóng cùng tương ớt rất ngon. Chả cá cơm ngần không những thơm ngon mà còn rất nhiều chất dinh dưỡng. Rất tốt cho các bé. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm chả cá cơm. Chả cá cơm ngần vừa đơn giản dễ làm. Chấm mắm cay hoặc tương ớt thì còn gì hấp dẫn bằng. Một nguyên liệu làm chả cá cơm ngần. Cá cơm ngần, 250 giây. Thịt xay, 100 giây. Một quả trứng gà. 20 giây bột chiên giòn. Thì là, ớt, hành củ, tiêu, bột nêm, dầu ăn, tương ớt. Hai cách làm chả cá ngần ngon. Bước 1, sơ chế nguyên liệu. Cá cơm ngần rửa sạch, để ráo nước. Thì là cắt bỏ rễ, lá giả, úa. Sau đó rửa sạch. Sắc nhỏ. Ớt rửa sạch, bỏ cuống và hạt, sắc nhỏ. Hành củ bóc vỏ, rửa sạch, băm nhỏ. Bước 2, ướp cá. Cho cá cơm. Thịt xay, thì là, ướp, hành băm vào một tô. Sau đó đập trứng vào cùng, thêm 1/2 thìa bột nêm, chút tiêu trộn đều. Cuối cùng cho một thìa bột chiên giòn, khoảng 20 giây, vào trộn đều để tạo kết dính và giúp món chả giòn hơn. Để ướp khoảng 15-20 phút trong tủ lạnh cho ngấm gia vị. Bước 3, chiên chả cá cơm. Bắc chảo lên bếp, chảo khô, thêm dầu ăn vào đun cho dầu nóng giả. Khi dầu nóng giả, dùng thìa xúc từng thìa cá chi vào chảo, ấn nhẹ tay cho miếng chả được đẹp và kết dính. Chiên vàng đều hai mặt là được. Cho chả đã chín vàng đều hai mặt ra đĩa có lót giấy cho thấm dầu. Ăn nóng cùng tương ớt rất ngon. Chả cá cơm ngần không những thơm ngon mà còn rất nhiều chất dinh dưỡng. Rất tốt cho các bé. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm chả cá cơm. Chả cá cơm ngần vừa đơn giản dễ làm. Chấm mắm cay hoặc tương ớt thì còn gì hấp dẫn bằng. Một nguyên liệu làm chả cá cơm ngần. Cá cơm ngần, 250 giây. Thịt xay, 100 giây. Một quả trứng gà. 20 giây bột chiên giòn. Thì là, ớt, hành củ, tiêu, bột nêm, dầu ăn, tương ớt. Hai cách làm chả cá ngần ngon. Bước 1, sơ chế nguyên liệu. Cá cơm ngần rửa sạch, để ráo nước. Thì là cắt bỏ rễ, lá giả, úa. Sau đó rửa sạch. Sắc nhỏ. Ớt rửa sạch, bỏ cuống và hạt, sắc nhỏ. Hành củ bóc vỏ, rửa sạch, băm nhỏ. Bước 2, ướp cá. Cho cá cơm. Thịt xay, thì là, ướp, hành băm vào một tô. Sau đó đập trứng vào cùng, thêm 1/2 thìa bột nêm, chút tiêu trộn đều. Cuối cùng cho một thìa bột chiên giòn, khoảng 20 giây, vào trộn đều để tạo kết dính và giúp món chả giòn hơn. Để ướp khoảng 15-20 phút trong tủ lạnh cho ngấm gia vị. Bước 3, chiên chả cá cơm. Bắc chảo lên bếp, chảo khô, thêm dầu ăn vào đun cho dầu nóng giả. Khi dầu nóng giả, dùng thìa xúc từng thìa cá chi vào chảo, ấn nhẹ tay cho miếng chả được đẹp và kết dính. Chiên vàng đều hai mặt là được. Cho chả đã chín vàng đều hai mặt ra đĩa có lót giấy cho thấm dầu. Ăn nóng cùng tương ớt rất ngon. Chả cá cơm ngần không những thơm ngon mà còn rất nhiều chất dinh dưỡng. Rất tốt cho các bé. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm chả cá cơm. Chả cá cơm ngần vừa đơn giản dễ làm. Chấm mắm cay hoặc tương ớt thì còn gì hấp dẫn bằng. Một nguyên liệu làm chả cá cơm ngần. Cá cơm ngần, 250 giây. Thịt xay, 100 giây. Một quả trứng gà. 20 giây bột chiên giòn. Thì là, ớt, hành củ, tiêu, bột nêm, dầu ăn, tương ớt. Hai cách làm chả cá ngần ngon. Bước 1, sơ chế nguyên liệu. Cá cơm ngần rửa sạch, để ráo nước.
thì là cắt bỏ rễ, lá giả, úa. Sau đó rửa sạch. Xác nhỏ. Ớt rửa sạch, bỏ cuống và hạt, xác nhỏ. Hành cụ bóc vỏ, rửa sạch, băm nhỏ. Bước 2, ướp cá. Cho cá cơm. Thịt xay, thì là, ướp, hành băm vào một tô. Sau đó đập trứng vào cùng, thêm 1/2 thìa bột nêm, chút tiêu trộn đều. Cuối cùng cho 1 thìa bột chiên giòn, khoảng 20 giây, và trộn đều để tạo kết dính và giúp món chả giòn hơn. Để ướp khoảng 15-20 phút trong tủ lạnh cho ngấm gia vị. Bước 3, chiên chả cá cơm. Bắc chảo lên bếp, chảo khô, thêm dầu ăn vào đun cho dầu nóng giả. Khi dầu nóng giả, dùng thìa xúc từng thìa cá chi vào chảo, ấn nhẹ tay cho miếng chả được đẹp và kết dính. Chiên vàng đều hai mặt là được. Cho chả đã chín vàng đều hai mặt ra đĩa có lót giấy cho thấm dầu. Ăn nóng cùng tương ớt rất ngon. Chả cá cơm ngần không những thơm ngon mà còn rất nhiều chất dinh dưỡng. Rất tốt cho các bé. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm chả cá cơm. Chả cá cơm ngần vừa đơn giản dễ làm. Chấm mắm cay hoặc tương ớt thì còn gì hấp dẫn bằng. Một nguyên liệu làm chả cá cơm ngần. Cá cơm ngần, 250 giây. Thịt xay, 100 giây. Một quả trứng gà. 20 giây bột chiên giòn. Thì là, ớt, hành củ, tiêu, bột nêm, dầu ăn, tương ớt. Hai cách làm chả cá ngần ngon. Bước 1, sơ chế nguyên liệu. Cá cơm ngần rửa sạch, để ráo nước. Thì là cắt bỏ rễ, lá giả, úa. Sau đó rửa sạch. Xác nhỏ. Ớt rửa sạch, bỏ cuống và hạt, xác nhỏ. Hành cụ bóc vỏ, rửa sạch, băm nhỏ. Bước 2, ướp cá. Cho cá cơm. Thịt xay, thì là, ướp, hành băm vào một tô. Sau đó đập trứng vào cùng, thêm 1/2 thìa bột nêm, chút tiêu trộn đều. Cuối cùng cho 1 thìa bột chiên giòn, khoảng 20 giây, và trộn đều để tạo kết dính và giúp món chả giòn hơn. Để ướp khoảng 15-20 phút trong tủ lạnh cho ngấm gia vị. Bước 3, chiên chả cá cơm. Bắc chảo lên bếp, chảo khô, thêm dầu ăn vào đun cho dầu nóng giả. Khi dầu nóng giả, dùng thìa xúc từng thìa cá chi vào chảo, ấn nhẹ tay cho miếng chả được đẹp và kết dính. Chiên vàng đều hai mặt là được. Cho chả đã chín vàng đều hai mặt ra đĩa có lót giấy cho thấm dầu. Ăn nóng cùng tương ớt rất ngon. Chả cá cơm ngần không những thơm ngon mà còn rất nhiều chất dinh dưỡng. Rất tốt cho các bé. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm chả cá cơm. Chả cá cơm ngần vừa đơn giản dễ làm. Chấm mắm cay hoặc tương ớt thì còn gì hấp dẫn bằng. Một nguyên liệu làm chả cá cơm ngần. Cá cơm ngần, 250 giây. Thịt xay, 100 giây. Một quả trứng gà. 20 giây bột chiên giòn. Thì là, ớt, hành củ, tiêu, bột nêm, dầu ăn, tương ớt. Hai cách làm chả cá ngần ngon. Bước 1, sơ chế nguyên liệu. Cá cơm ngần rửa sạch, để ráo nước. Thì là cắt bỏ rễ, lá giả, úa. Sau đó rửa sạch. Xác nhỏ. Ớt rửa sạch, bỏ cuống và hạt, xác nhỏ. Hành cụ bóc vỏ, rửa sạch, băm nhỏ. Bước 2, ướp cá. Cho cá cơm. Thịt xay, thì là, ướp, hành băm vào một tô. Sau đó đập trứng vào cùng, thêm 1/2 thìa bột nêm, chút tiêu trộn đều. Cuối cùng cho 1 thìa bột chiên giòn, khoảng 20 giây, và trộn đều để tạo kết dính và giúp món chả giòn hơn. Để ướp khoảng 15-20 phút trong tủ lạnh cho ngấm gia vị. Bước 3, chiên chả cá cơm. Bắc chảo lên bếp, chảo khô, thêm dầu ăn vào đun cho dầu nóng giả. Khi dầu nóng giả, dùng thìa xúc từng thìa cá chi vào chảo, ấn nhẹ tay cho miếng chả được đẹp và kết dính. Chiên vàng đều hai mặt là được. Cho chả đã chín vàng đều hai mặt ra đĩa có lót giấy cho thấm dầu. Ăn nóng cùng tương ớt rất ngon. Chả cá cơm ngần không những thơm ngon mà còn rất nhiều chất dinh dưỡng. Rất tốt cho các bé. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm chả cá cơm. Chả cá cơm ngần vừa đơn giản dễ làm. Chấm mắm cay hoặc tương ớt thì còn gì hấp dẫn bằng. Một nguyên liệu làm chả cá cơm ngần. Cá cơm ngần, 250 giây. Thịt xay, 100 giây. Một quả trứng gà. 20 giây bột chiên giòn. Thì là, ớt, hành củ, tiêu, bột nêm, dầu ăn, tương ớt. Hai cách làm chả cá ngần ngon. Bước 1, sơ chế nguyên liệu. Cá cơm ngần rửa sạch, để ráo nước. Thì là cắt bỏ rễ, lá giả, úa. Sau đó rửa sạch. Xác nhỏ. Ớt rửa sạch, bỏ cuống và hạt, xác nhỏ. Hành cụ bóc vỏ, rửa sạch, băm nhỏ. Bước 2, ướp cá. Cho cá cơm. Thịt xay, thì là, ướp, hành băm vào một tô. Sau đó đập trứng vào cùng, thêm 1/2 thìa bột nêm, chút tiêu trộn đều. Cuối cùng cho 1 thìa bột chiên giòn, khoảng 20 giây,
và trộn đều để tạo kết dính và giúp món chả giòn hơn. Để ướp khoảng 15-20 phút trong tủ lạnh cho ngấm gia vị. Bước 3, chiên chả cá cơm. Bắc chảo lên bếp, chảo khô, thêm dầu ăn vào đun cho dầu nóng giả. Khi dầu nóng giả, dùng thìa xúc từng thìa cá chi vào chảo, ấn nhẹ tay cho miếng chả được đẹp và kết dính. Chiên vàng đều hai mặt là được. Cho chả đã chín vàng đều hai mặt ra đĩa có lót giấy cho thấm dầu. Ăn nóng cùng tương ớt rất ngon. Chả cá cơm ngần không những thơm ngon mà còn rất nhiều chất dinh dưỡng. Rất tốt cho các bé. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm chả cá cơm. Chả cá cơm ngần vừa đơn giản dễ làm. Chấm mắm cay hoặc tương ớt thì còn gì hấp dẫn bằng. Một nguyên liệu làm chả cá cơm ngần. Cá cơm ngần, 250 g. Thịt xay, 100 g. Một quả trứng gà. 20 g bột chiên giòn. Thì là, ớt, hành củ, tiêu, bột nêm, dầu ăn, tương ớt. Hai cách làm chả cá ngần ngon. Bước 1, sơ chế nguyên liệu. Cá cơm ngần rửa sạch, để ráo nước. Thì là cắt bỏ rễ, lá giả, úa. Sau đó rửa sạch. Sắc nhỏ. Ớt rửa sạch, bỏ cuống và hạt, sắc nhỏ. Hành củ bóc vỏ, rửa sạch, băm nhỏ. Bước 2, ướp cá. Cho cá cơm. Thịt xay, thì là, ướp, hành băm vào một tô. Sau đó đập trứng vào cùng, thêm 1/2 thìa bột nêm, chút tiêu trộn đều. Cuối cùng cho một thìa bột chiên giòn, khoảng 20 giây, và trộn đều để tạo kết dính và giúp món chả giòn hơn. Để ướp khoảng 15-20 phút trong tủ lạnh cho ngấm gia vị. Bước 3, chiên chả cá cơm. Bắc chảo lên bếp, chảo khô, thêm dầu ăn vào đun cho dầu nóng giả. Khi dầu nóng giả, dùng thìa xúc từng thìa cá chi vào chảo, ấn nhẹ tay cho miếng chả được đẹp và kết dính. Chiên vàng đều hai mặt là được. Cho chả đã chín vàng đều hai mặt ra đĩa có lót giấy cho thấm dầu. Ăn nóng cùng tương ớt rất ngon. Chả cá cơm ngần không những thơm ngon mà còn rất nhiều chất dinh dưỡng. Rất tốt cho các bé. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm chả cá cơm.